Ngày 24 tháng 12, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quân truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép ở khu vực Mỏ Vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, lực lượng chức năng đã truy quét khu vực thác trắng, đồi sim, suối trang, suối tre, ngách trụm, bãi thầu đâu, nhà máy đỏ, đập thải, hố lò 5, 6, 7, 10, vân vân. Kết quả, các tổ công tác đã phá hủy, làm mất tác dụng các công cụ, phương tiện, máy móc sử dụng của các đối tượng khai thác vàng trái phép, gồm 7 máy nổ được đặt trong các hầm lò, một máy nén khí, 9 cối xay đá, 21 xe rùa, 15 hồ ngâm ủ quặng, 5.000 mét dây ống nước, 1.500 mét dây điện, 17 lán trại của các vàng tặc và nhiều công cụ thô sơ khác. Trong thời gian tới, công an các địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, quản lý chặt địa bàn, nhất là ở khu vực mỏ vàng bồng miêu.